Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là niềm tin rằng một chủng tộc, màu da hay nói chung hơn, một bộ phận người nào đó có thể mang sắc tộc tôn giáo, quốc gia hoặc dân tộc vượt trội hơn so với phần còn lại của nhân loại. Được thể hiện trong các điều luật phân biệt đối xử mà rõ ràng nhất là trong đạo luật Jim Crow. Nó đã là một phần của cải cách nước Mỹ, chủ yếu là từ khi châu Âu xâm lược Bắc Mỹ vào đầu thế kỷ 17. Dù đã chính thức bị cấm ở giữa thế kỷ 20 và được coi là không thể chấp nhận được về mặt xã hội và đạo đức, nhưng đây vẫn là một hiện tượng lớn. Và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là tiếp tục được phản ánh trong bất bình đẳng về kinh tế xã hội. Phân tầng chủng tộc tiếp tục được xảy ra trong việc làm, nhà ở, giáo dục, cho vay và chính phủ. Mới đây nhất, vụ việc về George Floyd lại gây ra một làn sóng biểu tình dữ dội về một vấn nạn mà đáng lẽ đã phải chấm dứt từ nửa thế kỷ trước. Các cuộc biểu tình dữ dội đến mức hàng ngày lại có thêm hàng loạt những thông tin, tin tức về những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình, không chỉ ở trên mỗi nước Mỹ mà là trên toàn thế giới. Sau đây sẽ là khái quát về nạn phân biệt chủng tộc trên đất Hoa Kỳ đối với những nhóm người cụ thể đã diễn ra xuyên suốt lịch sử 4 thế kỷ từ khi những người da trắng đổ bộ lên vùng đất này vào thế kỷ thứ 17. 1. Với người Mỹ bản địa. Họ đã sống ở lục địa Bắc Mỹ trong ít nhất 10.000 năm và hàng triệu người Mỹ bản địa đang sống ở nơi này là Hoa Kỳ vào thời điểm những con người định cư của châu Âu mới đến. Những kế hoạch xâm lược có hệ thống của người da trắng đã mang đến sự chết chóc, cùng với đó là sự phân biệt chủng tộc và niềm tin tôn giáo mù quáng chống lại những con người ở nơi đây. Người châu Âu tin rằng cư dân nguyên thủy của nước Mỹ là những kẻ ngoại đạo, man dợ, những người cần phải trở nên văn minh hơn thông qua Kitô giáo và văn hóa châu Âu. Điều này dẫn đến nạn diệt chủng, giết người hàng loạt, đất đai bị đánh cắp, những nỗ lực nhằm xóa sạch truyền thống của người Mỹ bản địa, cũng như sự đồng hóa cưỡng bức thông qua các tổ chức như những ngôi trường và khu dân cư dành riêng cho người da đỏ. Đồng thời, việc truyền thông miêu tả những cư dân đầu tiên của lục địa này là những kẻ man dợ, khát máu đã giúp biện minh cho sự phân biệt của châu Âu chống lại người Mỹ bản địa. Nhưng hậu quả lâu dài, theo Viện Sức khỏe và Tâm thần của Hoa Kỳ, người Mỹ bản địa có tỷ lệ tự sát cao nhất trong số những nhóm người ở đất nước Mỹ hiện nay. 2. Với người Mỹ gốc Phi. Nhiều người đã bị bắt cóc từ quê hương của họ ở nhiều vùng đất khác nhau của châu Phi, đưa sang Mỹ từ đầu thế kỷ 17 làm nô lệ. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em châu Phi bị tước tên, bị buộc phải theo Cơ Đốc giáo, bị đánh đập, tra tấn bởi những chủ nhân da trắng mà nô lệ là chìa khóa để duy trì tài sản và đất đai rộng lớn của họ. Tư tưởng thống trị trong giới tinh hoa châu Âu, người cấu trúc chính sách quốc gia trong suốt thời đại buôn bán nô lệ Đại Tây Dương là chủ nghĩa trọng thương với niềm tin rằng chính sách quốc gia nên tập trung vào sức mạnh ở quân sự và giàu có của kinh tế. Các thuộc địa là nguồn của cải, khoáng sản và cây trồng được sử dụng để tạo lợi thế cho đất nước thuộc địa. Việc sử dụng người châu Âu làm lao động ở các thuộc địa tỏ ra rất đắt đỏ mà không có tính bền vững, cũng như có hại cho nguồn cung cấp lao động trong nước của những nước thuộc địa này. Thay vào đó, các nước thuộc địa đã nhập khẩu nô lệ từ châu Phi, những người có sẵn với số lượng lớn và giá thành thấp trong nông nghiệp trồng trọt ở Mỹ. Kết quả của việc trên, buôn bán nô lệ Đại Tây Dương đã phát triển thịnh vượng. Theo ước tính trong cơ sở dữ liệu thương mại nô lệ thuộc địa Đại Tây Dương, từ năm 1626 đến năm 1860, hơn 470.000 nô lệ đã bị buộc di chuyển từ châu Phi đến nơi mà ngày nay người ta gọi đó là Hoa Kỳ. Mặc dù chế độ nô lệ cuối cùng cũng đã bị đặt ra ngoài vào pháp luật, luật cấm phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Phi được thông qua, phân biệt chủng tộc đối với cộng đồng này vẫn còn được thể hiện theo nhiều cách tinh tế hơn vào ngày nay. Ví dụ, theo Ủy ban thực hiện việc làm công bằng Washington DC, cứ mỗi năm cuộc phỏng vấn xin việc sẽ có một lần những người da đen phải đối mặt với sự phân biệt đối xử. Hiệp hội xã hội học Hoa Kỳ đã nói rằng, ngày nay, các nhà tuyển dụng sử dụng các giai đoạn khác nhau của quy trình tuyển dụng để phân biệt đối xử với người thiểu số. Ví dụ, tuyển dụng từ các trường chủ yếu là da trắng, thay vì thông qua các chương trình đào tạo nghề và cung cấp công việc có địa vị cao hơn, trả lương cao hơn cho nhân viên da trắng. Sự phân biệt chủng tộc này thậm chí còn đang diễn ra trong tiềm thức của hàng vạn người, và hậu quả của nó là việc người da màu và đặc biệt là người gốc Phi có cơ hội làm việc ít hơn rất nhiều so với người da trắng. Lương thấp hơn, phải làm công việc có ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn, mà chế độ lao động và bảo hộ thì kém hơn rất nhiều, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, vân vân và vân vân. Trong quá trình người da màu cố gắng vươn lên, họ lại bị chà đạp xuống. Ví dụ như việc phân biệt chủng tộc ở nơi công sở hay việc người da trắng cố tình phá hủy phố Wall của người gốc Phi. Người gốc Phi kiếm việc khó khăn hơn rất nhiều so với người da trắng và đặc biệt là phụ nữ gốc Phi, và sự phân biệt giàu nghèo dựa trên chủng tộc ngày càng tăng lên trên đất Mỹ. 3. Với người Mỹ gốc Á. Người Mỹ gốc Á bao gồm cả những người Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á
đã trải qua nạn phân biệt chủng tộc kể từ khi những nhóm di dân lớn đầu tiên của Trung Quốc đến Mỹ. Đạo luật nhập tịch năm 1790 khiến người châu Á không còn đủ tư cách công dân. Đạo luật nhập tịch được thông qua quy định rằng người nhập cư có thể nộp đơn xin quốc tịch Mỹ nếu là người da trắng, có tư cách và đạo đức tốt và đã định cư ở Mỹ ít nhất là 2 năm. Hai nhóm người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Trung Quốc và Nhật Bản. Trung Quốc, trong cuộc cách mạng công nghiệp ở Hoa Kỳ, tình trạng thiếu lao động trong ngành khai thác mỏ và đường sắt là một điều phổ biến. Lao động nhập cư Trung Quốc thường là được sử dụng để lấp đầy vào khoảng trống này. Đáng chú ý nhất là việc xây dựng đường sắt xuyên lục địa đầu tiên dẫn đến sự nhập cư từ Trung Quốc với quy mô lớn. Những người nhập cư Trung Quốc này được cho là nhận được những công việc của người da trắng với mức lương rẻ hơn. Và cụm từ Yellow Peril dùng để dự đoán sự sụp đổ của nền văn minh phương Tây từ kết quả của người nhập cư Trung Quốc đã trở nên phổ biến hơn. Có thể nói, người Trung Quốc lúc này đã phải chịu sự phân biệt chủng tộc giống hệt với người Mỹ gốc Phi từ thời kỳ nô lệ, chỉ khác là họ vẫn được xem là con người. Nhật Bản bị Nhật Bản ném bom vào tháng 12 năm 1941, trận Trân Châu Cảng ở Hawaii. Nạn phân biệt chủng tộc đối với người Mỹ gốc Nhật ngày càng được gia tăng. Giống như người Hồi giáo sau vụ tấn công 11 tháng 9, người Mỹ gốc Nhật là mục tiêu của quấy rối, phân biệt đối xử và giám sát của chính phủ. Các thành viên của cộng đồng bị mất nhà cửa, việc làm và doanh nghiệp. Nhưng cú đánh tồi tệ nhất là sắc lệnh hành pháp vào tháng 2 năm 1942 được ký bởi Tổng thống Franklin Roosevelt đã cho phép giam giữ những người Mỹ gốc Nhật. Bây giờ họ được coi là kẻ thù của nhà nước. Hơn một nửa trong số 120.000 người Mỹ gốc Nhật đã được gửi đến các trại, một nửa số đó là trẻ em. Theo một báo cáo năm 1943 được công bố bởi cơ quan tái định cư chiến tranh WRA, nơi điều hành các trại này, người Mỹ gốc Nhật được đặt trong các doanh trại được phủ bởi bạt nhựa, xây dựng theo khung đơn giản mà không cần hệ thống ống nước hoặc nấu nướng. Những chỗ ở quá đông đúc và ảm đạm được bao quanh bởi dây thép gai, chính Tổng thống Roosevelt cũng đã gọi chúng là trại tập trung. Một số trong những người bị cầm tù đã chết trong các trại do không được chăm sóc y tế đúng cách, những người khác bị giết vì không tuân theo mệnh lệnh. Gần đây, cộng đồng người châu Á tại Mỹ và cả châu Âu lại thêm một phen phẫn nộ khi bị phân biệt chủng tộc vì virus corona. Thứ mà những người da trắng kia cho rằng người châu Á nào cũng có khả năng mang trong người. Sau đó, mọi việc sau đó thì chắc ai cũng biết rồi. Với người Mỹ gốc Do Thái, mặc dù người Do Thái lần đầu tiên đến Mỹ hơn 300 năm trước và được hưởng một mức độ tự do tôn giáo nhất định, nhưng chủ nghĩa bài Do Thái đã được chấp nhận và phổ biến về mặt xã hội cũng như về mặt pháp lý trong một số trường hợp. Ví dụ, một tiểu bang vào cuối thế kỷ 18 đã cấm những người không theo đạo Thiên Chúa bỏ phiếu hoặc giữ chức công vụ. Tuy nhiên, những rào cản này sau đó được gỡ bỏ, đặc biệt là với việc ban hành dự luật nhân quyền, The Bill of Rights. Nhưng sang đến tận thế kỷ 20, thái độ thù ghét người Do Thái của những người da trắng vẫn còn được tiếp diễn, thậm chí còn được thể hiện rõ ràng qua những thống kê. Trong một cuộc thăm dò năm 1938, khoảng 60% số người được hỏi có ý kiến không xem trọng người Do Thái, gán cho họ cái mác tham lam, không trung thực và tự phụ. Một số khảo sát được thực hiện vào năm 1940 đến năm 1946 cho thấy người Do Thái được coi là một mối đe dọa lớn đối với phúc lợi của Hoa Kỳ so với bất kỳ nhóm quốc gia nào, tôn giáo hoặc chủng tộc nào khác. 5. Với người đạo Hồi. Islamophobia là thuật ngữ được đặt ra để mô tả sự thù địch hiện tại đối với người Hồi giáo tại Hoa Kỳ, thể hiện ở định kiến, sự quấy rối và phân biệt đối xử của những người khác. Islamophobia tăng cường sau vụ khủng bố 11 tháng 9, cũng như các cuộc chiến tranh sau đó ở Iraq và Afghanistan. Thêm vào đó là những lời hoa mỹ về sự căm ghét và thông tin sai lệch được thúc đẩy bởi những người được gọi là chuyên gia khủng bố. Vấn đề phân biệt chủng tộc đã tồn tại hàng trăm năm trên đất nước Hoa Kỳ kể từ ngày nó mới được thành lập. Và khi người ta càng đứng lên phản đối vấn nạn này bao nhiêu, họ mới thấy được nó đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người bấy nhiêu. Không chỉ có những người da trắng kỳ thị những nhóm người khác thôi đâu, chính những nhóm người ấy đã và đang có những tư tưởng tiêu cực đè nặng lên nhau, khiến cho họ cảm thấy đây là một bài toán càng ngày càng nan giải hơn. Và thứ gì càng ăn sâu thì càng khó nhổ, tức là càng ngày chính phủ Mỹ càng phải có những biện pháp quyết liệt hơn để triệt tiêu vấn nạn này. Và đó là những suy nghĩ của tác giả Louis Nguyễn về vấn nạn phân biệt chủng tộc tại Hoa Kỳ. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Liệu bạn có phải là một nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc? Có hay không? Hãy nói cho chúng mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bao giờ bỏ lỡ những video bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!